Muốn thiết kế tốt, phải có tư duy như sau. Hello, thử bắt đầu với thiết kế poster bán sản phẩm nhé. Đầu tiên là chọn một bách gờ dao ưng ý, cắt bớt phần thừa, chỉnh lại phù hợp kích thước sản xuất. Cho sản phẩm vào, ở đây mình chọn bao gạo Việt Nam, thêm bóng đổ để sản phẩm đổi hơn. Đặt các cụm thông tin cần thiết vào, thứ tự ưu tiên, giá, tiêu đề, logo nhãn hàng. Đằng trước hơi trống, bổ sung hình ảnh phụ, mình Google tìm hình ảnh bát cơm. Làm hiệu ứng chữ tiêu đề cho nổi bật, mình dùng hiệu ứng có sẵn, gõ lại và chỉnh màu, sắp xếp sao cho phù hợp. Nhớ, phải tìm được nội dung cần nổi nhất. Thêm vài lá phần trăm bay ở tiền cảnh tạo cảm giác chuyển động cho đỡ nhạt nhòa. Thêm chút tia sáng tại cụm chữ tiêu đề để nổi bật hơn. Căn chỉnh một chút cho vừa mắt, thế là xong. Còn thời gian mình làm thêm phương án xanh tươi đồng lúa để thêm lựa chọn. Các bạn chọn mẫu nào nhớ comment cho mình biết nhé. Hãy follow để nhận thêm hướng dẫn nhé. Động thiết kế đến đúng và nhanh đến đẹp tính sau.